Người đàn ông này đang dạy con trai mình làm thế nào để tự sát. Đưa nòng súng vào trong miệng sau đó kéo co và tất cả sẽ kết thúc. Chỉ còn 2 viên đạn trên khẩu súng. Ông quyết định một viên cho mình, một viên dành cho con trai. Đây là ngày tận thế của thế giới. Trái đất gặp phải một cuộc thảm họa. Dấu hiệu của sự sống ngày một ít đi. Con người bắt đầu săn bắt và ăn thịt lẫn nhau. Đặc biệt là những đứa trẻ, chúng là con mồi béo bở. Tiền bạc không còn giá trị gì nữa. Hai bố con họ đã đi rất lâu. Họ cứ liên tục đi về phía nam, hy vọng có thể đến được bờ biển ấm áp, tìm kiếm khả năng sinh tồn. Hai cha con họ đã rất mệt, chỉ có thể ngủ ở bãi xe phế thải. Buổi sáng, tiếng còi xe đánh thức người đàn ông. Anh vội vàng đưa cậu con trai chạy trốn. Đám người này là những kẻ cướp ăn thịt người. Xe của họ dừng lại. Một tên cướp đi vào rừng cây, tìm chỗ giải quyết nỗi buồn. Sau đó, hắn ta đã phát hiện ra hai bố con họ. Người bố cầm súng chĩa vào anh ta và hỏi một câu. Các người ăn cái gì? Hắn ta trả lời. Ăn bất cứ thứ gì tìm được. Nói xong hắn ta đưa mắt nhìn về phía cậu con trai. Trong mắt của bọn chúng, cậu bé chỉ là thức ăn. Đột nhiên hắn ta rút từ trong túi quần ra một con dao kề vào cổ cậu bé. Không còn cách nào, người đàn ông chỉ có thể nổ súng. Rồi ôm lấy con trai nhanh chóng bỏ chạy. Bọn cướp không ngừng tìm kiếm hai bố con ở trong rừng. Người đàn ông lúc này cầm súng chĩa vào đầu con trai mình. Nếu như bị bắt, anh ta sẽ giúp con trai ra đi. Vì đó sẽ là cái chết nhẹ nhàng. Rất may cho hai bố con họ, đám cướp kia rời đi. Người đàn ông quay lại bãi xe. Vật tư của anh đã bị bọn cướp lấy đi hết. Và còn có điều kinh khủng hơn, tên cướp vừa bị người bố bắn chết, đã bị ăn thịt. Sau hậu tận thế, có lẽ chỉ có mất đi tính người mới có thể sinh tồn. Thế giới bao trùm bởi một màu u ám, không hề có bất kỳ tia sáng hay hy vọng nào. Trong lúc nghỉ ngơi, cậu bé nói muốn về với mẹ. Người bố chỉ hỏi lại, vậy là con muốn chết sao? Cậu bé gật đầu. Mẹ cậu bé vì muốn hai bố con họ được sống tốt hơn. Cô ấy đã ở bên ngoài cả đêm, mặc cho thời tiết đang là mùa đông lạnh giá. Cô ra khỏi nhà và biến mất trong đêm đông ấy. Sau ngày tận thế, việc chết đi có khi lại nhẹ nhàng hơn tiếp tục tồn tại. Người đàn ông tìm thấy một lon nước ngọt ở máy bán tự động. Hai bố con đã có khoảnh khắc vui vẻ hiếm có trong nhiều năm. Người đàn ông phát hiện ra một trang viên. Hai người lén lút đột nhập vào trong. Trong nhà chất đống những đôi giày, bát đĩa chưa rửa còn nguyên trong nhà bếp. Dường như có người đang sinh sống ở đây. Anh ta phát hiện ra một cái hầm có khóa bên trên. Người đàn ông dùng dìu để cậy khóa ra, đưa con trai vào trong tìm thức ăn. Nhưng điều kinh khủng đang chờ đợi họ. Đúng là có đồ ăn, nhưng là đồ ăn của những kẻ man dợ. Đấy là con người. Người đàn ông che mắt cậu con trai lại, quay người bỏ chạy. Những người ở đây đang bị nhốt trong hầm được ủ hương vị. Họ bị ăn dần dần từng bộ phận. Đúng vào lúc đó, chủ nhân của ngôi nhà đã quay về. Người đàn ông kéo con trai mình trốn lên lầu. Đối phương có đến 4 người nhưng anh ta chỉ còn một viên đạn. Không thể đấu lại. Nhưng viên đạn này có thể giúp lấy đi sinh mạng của con trai. Hai bố con cùng run rẩy. Cậu bé hỏi trong sợ hãi. Con có được gặp lại bố không? Khi nào, con mới có thể gặp lại bố? Lúc này, những người là thức ăn dưới hầm đã mở được cánh cửa. Họ đang chạy trốn. Hai bố con nhân lúc hỗn loạn đã bỏ chạy trốn sau bụi cây bên đường. Đến đêm mới dám rời đi. Thức ăn duy nhất của bọn họ chính là những con côn trùng nướng. Cậu con trai hỏi, chúng ta nhất định sẽ không ăn thịt người đúng không bố? Người bố trả lời, đúng vậy, bởi vì chúng ta là người tốt và ngọn lửa trong chúng ta sẽ mãi bùng cháy. Ngọn lửa này chính là ánh sáng cuối cùng của nhân tính. Họ tin rằng không còn nhân tính, tồn tại cũng chẳng có ý nghĩa gì. Vào lúc hai bố con đang đói bụng thì kỳ tích đã xuất hiện. Họ tìm thấy một ngôi nhà. Chủ nhân của ngôi nhà đã biến thành cái xác khô. Ở đây, họ phát hiện có một cái hầm, bên trong có rất nhiều đồ ăn đóng hộp. Dưới ánh nến, hai bố con đã ăn một bữa no nê. Họ dùng bếp ga trong nhà để đun nước để tắm. Nhìn thấy cơ thể gầy guộc của mình trong gương mới có thể hiểu họ đã gặp khó khăn như thế nào. Sau khi hai bố con tắm rửa sạch sẽ, họ lại tiếp tục thưởng thức bữa ăn tiếp theo của mình. Nhưng mọi chuyện không kéo dài được bao lâu. Lúc cậu bé đang ngủ say, người đàn ông nghe thấy tiếng chó sủa ở bên trên. Nếu có chó đến đây, chắc chắn là có con người. Hai bố con họ đã bị phát hiện, bắt buộc phải rời đi. Người đàn ông tìm thấy một chiếc xe kéo, anh ta chất đầy thức ăn lên xe rồi tiếp tục lên đường. Không lâu sau bọn họ gặp một ông lão. Ông lão nghĩ rằng hai người là trộm. Cậu con trai tốt bụng muốn chia một ít thức ăn cho ông lão. Người đàn ông định từ chối nhưng nhìn ánh mắt van xin của cậu con trai nên đã đồng ý. Cậu bé mang cho ông lão một hộp đồ ăn, rồi từ từ đặt xuống kế bên ông lão. Ông vô cùng ngạc nhiên nhưng vẫn ăn hết thức ăn trong hộp.
nhìn bộ dạng ông lão là biết đã rất lâu ông ấy chưa được ăn gì. Ba người sau đó đã đồng hành cùng nhau. Ông lão năm nay đã 90 tuổi mắc bệnh đục thủy tinh thể, nhìn không rõ đồ vật. Trước đây ông có một cậu con trai. Khi người đàn ông hỏi đến cậu con trai của ông lão liền nghẹn ngào, run rẩy nói, ta không muốn nhắc đến chuyện này với cậu. Vì sinh tồn, có lẽ ông lão đã ăn thịt cậu con trai. Người đàn ông đặt khẩu súng ra ngoài. Ông lão tự hiểu rằng, mình phải rời đi. Ông lão rời đi một mình. Hai bố con lại tiếp tục cuộc hành trình. Bọn họ chỉ còn cách bờ biển không bao xa. Trên đường đi, họ phát hiện có rất nhiều vết máu trên tuyết. Có một đám ăn thịt người đang đuổi theo hai mẹ con. Trong tiếng kêu cứu thảm thiết, người đàn ông đã kéo lấy cậu con trai bỏ chạy. Trong thế giới khốc liệt này, cứu người chỉ là suy nghĩ viển vông. Bôn ba suốt thời gian dài khiến cho người đàn ông bị bệnh. Anh bắt đầu ho khan, thậm chí còn ho ra máu. Cậu bé giữ lấy miệng của bố mình, muốn giúp bố khỏe lên chút. Nhưng người đàn ông biết rằng, thời gian của mình không còn nhiều nữa. Anh muốn dạy con trai cách để sinh tồn. Người tốt sẽ không dễ dàng sống được trong thế giới hậu tận thế. Cuối cùng họ đã đến được bờ biển. Nhưng nơi này lại là một cảnh hỗn độn. Buổi tối, cậu bé bị sốt cao. Người đàn ông phát hiện dưới biển có một con tàu chở hàng bị đắm. Anh nghĩ rằng bên trong nhất định có thuốc chữa bệnh. Sau đó, anh đưa súng cho con trai nói con trai canh chừng, còn anh bơi ra để tìm thuốc. Đúng lúc này, một người đàn ông cầm dao đi đến chỗ cậu bé. Đến khi người bố quay về, quần áo đồ ăn đều đã biến mất. Thật may cậu bé vẫn an toàn. Người đàn ông chân trần cõng con trai trên lưng đuổi theo tên cướp. Đó là một người da đen đang kéo chiếc xe hàng. Người bố cầm súng yêu cầu anh ta trả lại xe cho hai bố con và bắt cởi tất cả quần áo của mình xuống. Không còn cách nào khác, anh ta chỉ có thể làm theo. Người da đen van xin, anh ta đã rất đói. Nhưng người bố không thể làm khác. Cậu con trai thấy bố làm thế liền tức giận. Con muốn bố giúp người đó, chỉ là giúp đỡ thôi, anh ta đã rất sợ hãi, như chúng ta đã từng sợ hãi. Người bố thấy thế đành theo con trai quay lại nơi người da đen ban nãy. Nhưng anh ta đã không còn ở đó. Cậu con trai liền đặt một hộp thức ăn lên chỗ quần áo và giày của anh ta. Hai người tiếp tục đi đến một thị trấn nhỏ. Bỗng dưng hai bố con thấy một con côn trùng có thể bay được, có lẽ thế giới đang dần khôi phục sự sống. Trong bóng tối bắn ra một mũi tên trúng vào chân của người bố. Anh lập tức lấy ra súng phát sáng, bắn về phía cửa sổ trên tầng cao. Sau đó một âm thanh thảm thiết kêu lên. Người bố tập tễnh đi lên trên tầng với khẩu súng trên tay. Bên trong có một cặp vợ chồng, người chồng đã chết. Người bố liền hỏi bà ta tại sao lại theo dõi bọn họ. Nhưng người phụ nữ kia lại nói rằng, họ chỉ đang bảo vệ bản thân. Có lẽ sau ngày tận thế, lòng tin ở con người là một thứ xa xỉ. Người bố nén cơn đau rút mũi tên ra khỏi chân, dùng kẹp ghim để giữ miệng vết thương. Sau đó, anh dẫn cậu con trai đến bên bờ biển. Nhưng anh đã không còn gắng gượng được nữa. Sau khi bị thương, sức khỏe càng yếu hơn. Hai cha con họ nhìn nhau, nói với nhau những lời cuối cùng. Người bố nhắc nhở cậu con trai, hãy giữ mãi ngọn lửa trong mình. Cậu bé nắm lấy tay bố thật lâu và khóc. Người đàn ông cũng đã yên tâm để mình ra đi. Sau đó, cậu ngủ quên trong lòng của bố. Khi trời sáng, cậu tỉnh giấc đã không còn cảm nhận hơi ấm từ cơ thể của bố nữa. Cậu nhìn về phía biển khơi xa xăm, không biết phải nên làm thế nào. Lúc này, một người đàn ông đang đi về phía cậu. Cậu lập tức cầm súng chĩa vào anh ta. Nhưng người đàn ông kia không hề có ác ý. Cậu bé hỏi người đàn ông kia, chú có ăn thịt người không? Người đàn ông nói với cậu rằng bọn họ không ăn thứ đó. Cậu bé liền nói với người đàn ông rằng, vậy chắc hẳn chú cũng mang theo ngọn lửa trong tim mình. Cậu bé từ từ hạ súng xuống và đi theo người đàn ông đó. Nhìn thấy gia đình của anh ta, một người mẹ, hai người con và còn có một chú chó. Cậu cảm thấy an toàn hơn. Nhưng cậu biết rằng, ngày tận thế vẫn chưa kết thúc. Và cậu sẽ phải sẵn sàng đương đầu với mọi khó khăn trong một cuộc hành trình mới. Bộ phim đến đây là kết thúc. Bộ phim vẽ lên được bức tranh rất thực về thế giới sau hậu tận thế. Khi thế giới gần đến hồi kết, cũng là lúc nhân tính của con người sẽ dần biến mất. Con người tự phá hỏng tất cả và con người cũng tự đánh mất chính mình. Chúc các bạn một ngày mới tốt lành. Hãy theo dõi kênh của bọn mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Vậy là bộ phim này đã kết thúc tại đây rồi. Mọi người thấy hay thì có thể để lại một phần comment phía dưới cho tôi biết nha. Mong mọi người sẽ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình trong những video sắp tới nha.